Kiều Tiên và Thúy Vi kính chào quý khán giả đến với bản tin lúc 19 giờ 45 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mở đầu chương trình thời sự hôm nay thứ năm, ngày 1 tháng 2 năm 2024, mời quý khán giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm chúc Tết các đơn vị lực lượng vũ trang. Họp mặt dân tộc tôn giáo mừng Xuân Giáp Thìn 2024. Đài Phát thanh Truyền hình Tây Ninh thăm chúc Tết Học viện Chính trị khu vực 2. Triển khai nhiều giải pháp phòng cháy chữa cháy dịp Tết Nguyên đán 2024. Sẵn sàng các hoạt động triển lãm mừng Đảng mừng Xuân tại Bảo tàng tỉnh. Thưa quý vị, sáng ngày 1 tháng 2, đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đến thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 đang làm nhiệm vụ tại căn cứ Lõm Vùng Ruột, huyện Gò Dầu. Năm 2023, đội K-71, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành khảo sát và phối hợp với phía bạn Campuchia, tổ chức được hai đợt tìm kiếm quy tập được 134 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở chiến trường Campuchia và 3 hài cốt hy sinh trên địa bàn tỉnh. Đối với Trung đoàn 5, Sư đoàn 5, hiện đang thi công công trình Sở Chỉ huy Thống nhất của huyện Gò Dầu tại vùng căn cứ Lõm Vùng Ruột. Giai đoạn 1, đơn vị đã thi công đạt gần 40% khối lượng công việc, đảm bảo đúng tiến độ. Cán bộ chiến sĩ trong đơn vị an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Thành Tâm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của các đơn vị. Nhân dịp này, đồng chí gửi lời chúc cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đón Tết vui tươi, đầm ấm và an khang thịnh vượng, năm mới tiếp tục gặt hái được nhiều thắng lợi mới. Sáng cùng ngày 1 tháng 2, đoàn lãnh đạo tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn cùng các đồng chí lãnh đạo các sở ban ngành tỉnh đã đến thăm tặng quà và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ trên địa bàn thị xã Trảng Bàng. Đoàn đã đến thăm các đơn vị gồm đại đội 54 thị xã Trảng Bàng, đồn biên phòng 855, các chốt và trạm kiểm soát thuộc xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng. Dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã thay mặt lãnh đạo tỉnh Tây Ninh thăm hỏi, động viên, tặng quà và chúc Tết các cán bộ chiến sĩ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo trật tự an toàn cho nhân dân đón Tết. Thưa quý vị, chiều ngày 1 tháng 2, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị họp mặt với chức sắc, chức việc, nhà tu hành tiêu biểu các tôn giáo, gia làng, người có uy tín trong đồng bào các dân tộc. Đến dự buổi họp mặt có ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Đại Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, ông Võ Đức Trong, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực của chức sắc các tôn giáo, đồng bào có đạo trong tỉnh. Nhân dịp Xuân Giáp Thìn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chúc các vị chức sắc các tôn giáo cùng toàn thể các tín đồ, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh đón năm mới an khang, thịnh vượng. Sáng ngày 1 tháng 2, Ban Giám đốc Công an Tây Ninh cùng lãnh đạo một số đơn vị công an huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức lễ dân hoa, dân hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đoàn U70 An ninh vũ trang ở Đồi Cao, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương nhân kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Trước bia tưởng niệm các liệt sĩ đoàn U70 An ninh vũ trang, Đại tá Lý Hồng Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh ôn lại những chiến tích vào rạng sáng ngày 27 tháng 11 năm 1965. 25 chiến sĩ an ninh vũ trang của hai đại đội C1 và C3 thuộc đoàn U70 đã anh dũng hy sinh trong chiến dịch tiêu diệt Trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 5 của Ngụy. Trong trận này, các chiến sĩ đã tiêu diệt và bắt sống 1.200 tên địch, phá hủy và thu nhiều vũ khí, quân trang, quân dụng. Dịp này, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã đến thăm tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ, đồn Công an Hồ Nước, Công an huyện Dương Minh Châu, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân, Hội đồng Nhân dân huyện Dương Minh Châu, Ban Nội chính Tỉnh ủy, tập thể lãnh đạo cán bộ công nhân viên chức Tòa án Nhân dân tỉnh
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, Bệnh viện Đa khoa Hồng Hưng và thăm gia đình đồng chí đại tá Mai Công Sở, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh. Sáng ngày 1 tháng 2, đoàn lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh do ông Võ Văn Quý, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh làm trưởng đoàn đã đến thăm chúc Tết Học viện Chính trị khu vực 2 nhân dịp Xuân Giáp Thìn 2024. Tại đây, ông Võ Văn Quý, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh chúc mừng những kết quả tốt đẹp trong năm của Học viện, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn tới Học viện đã quan tâm phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa. Trong đó, nổi bật nhất là chương trình tọa đàm kỷ niệm 45 năm ngày chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc đã gây được tiếng vang lớn trong nước. Ông Võ Văn Quý gửi lời chúc mừng năm mới tới Ban Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Học viện mạnh khỏe, hạnh phúc, đạt được nhiều thành công trong năm mới. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Dũng, Giám đốc Học viện cũng gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới Ban Giám đốc và tập thể viên chức người lao động tại đài. Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh sẽ tiếp tục có những bước phát triển hơn nữa, tiếp tục phối hợp với Học viện tổ chức nhiều chương trình có ý nghĩa, đáp ứng nhu cầu của khán thính giả trong và ngoài tỉnh. Ông Đặng Khánh Duy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh và các thành viên trong đoàn đã chia sẻ về tình hình hoạt động của hội trong năm qua. Hoạt động của Hội Doanh nhân trẻ cũng luôn nhận được sự quan tâm đồng hành của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh trong công tác tuyên truyền. Trao đổi với đoàn, ông Vũ Xuân Trường cho biết, trong thời gian qua, ngoài nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, TTV11 còn tăng cường quảng bá về các hoạt động du lịch, hoạt động của các doanh nghiệp, đặc biệt là tuyên truyền quảng bá các sản phẩm OCOP của tỉnh. Trong thời gian tới, TTV11 mong muốn đồng hành cùng các doanh nghiệp, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà. Thưa quý vị, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại là nơi tập trung đông người, lượng hàng hóa tập kết lớn, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra hỏa hoạn, nhất là vào mùa hanh khô và dịp cuối năm. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã có kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, cũng như biện pháp tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động kinh doanh dịch vụ trước trong Tết Nguyên đán, không xảy ra sự cố cháy nổ. Tại trung tâm thương mại Vincom Plaza, cán bộ phòng cháy chữa cháy tập trung kiểm tra tổng thể các gian hàng, khách thuê, đảm bảo được trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy. Hiện tại là dịp cao điểm để phục vụ khách mua sắm vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Thì cơ sở em cũng tăng cường các hoạt động tuyên truyền cũng như là hướng dẫn các quầy hàng ở trong trung tâm thương mại để họ có thể tăng được cái kiến thức cũng như là cái công tác kiểm tra để đảm bảo các hoạt động phòng cháy chữa cháy tại trung tâm thương mại. Ngoài ra, đối với các cơ sở kinh doanh trong trung tâm thương mại, ban lãnh đạo trung tâm thương mại đã tổ chức tuyên truyền để các cơ sở có thêm kiến thức về an toàn phòng cháy chữa cháy, đồng thời kiểm soát về nguồn nhiệt, nguồn điện để không xảy ra sự cố cháy nổ tại trung tâm, phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ tỉnh hướng dẫn cho nhân viên, người lao động, các cơ sở kinh doanh trong trung tâm sử dụng các thiết bị phòng cháy chữa cháy và thực hiện các tình huống giả định về phòng cháy chữa cháy. Trong thời gian Tết, bản thân em thì có thường xuyên tự kiểm tra phòng cháy chữa cháy giống như là bình chữa cháy và không có đốt lửa, nhen đèn trong gian hàng hoặc là cửa hàng của mình, kiểm tra các thiết bị nguồn điện hoặc là nguồn sinh nhiệt. Và cửa hàng cũng thường xuyên nhắc nhở khách chấp hành nội quy về phòng cháy chữa cháy, không sử dụng lửa, nguồn nhiệt trong cửa hàng và bố trí, sắp xếp hàng hóa đảm bảo ở khoảng cách an toàn để phòng cháy chữa cháy và đảm bảo hành lang thoát nạn. Với vai trò là quản lý của cửa hàng thì em sẽ tự giác kiểm tra các điều kiện an toàn cháy nổ tại cửa hàng như là thường xuyên kiểm tra nguồn điện, nguồn phát sinh nhiệt ở trong cửa hàng, tuyệt đối không sử dụng lửa, nhan đèn bên trong cửa hàng và luôn nhắc nhở khách hàng phải thực hiện các nội quy về an toàn phòng cháy chữa cháy. Về hàng hóa thì sẽ sắp xếp giữ khoảng cách an toàn về phòng cháy chữa cháy và luôn đảm bảo có lối thoát hiểm khi gặp sự cố. Thời điểm cận Tết Nguyên đán nên thì năm nào cũng vậy, thì cái dịp này là cái lượng khách hàng đến trung tâm thương mại thì khá là đông, nên trong cái thời điểm này thì chúng tôi là luôn là có thường xuyên nhắc nhở các khách thuê và thậm chí là có những cái đợt mà chúng tôi là không báo trước và đi kiểm tra thực tế tại các gian hàng
các tiểu thương để xem cái việc chấp hành an toàn cháy nổ của họ như thế nào. Bên cạnh đó cũng nhắc nhở và hướng dẫn họ cách là bố trí hàng hóa là nó phải đảm bảo làm sao là tránh cái việc rủi ro cháy nổ. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với loại hình chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đã tăng cường công tác kiểm tra các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tuyên truyền phát tờ rơi cho người dân nâng cao ý thức trong phòng cháy chữa cháy. Để đảm bảo an toàn phòng cháy cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo không để hàng hóa lấn chiếm khoảng cách giữa các lô sạp hàng hóa đã quy định, tuyệt đối không được kinh doanh, tàng trữ, sử dụng các hóa chất dễ cháy như là xăng dầu, ga, cồn, tuyệt đối không được thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã trong khu vực chợ và trung tâm thương mại, sắp xếp hàng hóa xa các dây dẫn điện, các thiết bị tiêu thụ điện, phải tách riêng nguồn điện phục vụ sinh hoạt, phục vụ kinh doanh và phục vụ cho công tác chữa cháy, thoát nạn. Khi xảy ra cháy, mọi người phải tìm cách báo cháy nhanh nhất cho lực lượng cảnh sát phòng cháy cháy và cứu nạn cứu hộ qua số điện thoại 114 và các đơn vị chức năng gần nhất để nhanh chóng kịp thời đến chữa cháy, dập tắt đám cháy trong thời gian sớm nhất. Thưa quý vị, với mong muốn đem lại một không gian Tết xưa, phục vụ nhu cầu tham quan, chụp ảnh cũng như thưởng thức các hoạt động văn hóa nghệ thuật của người dân, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Tây Ninh tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao mừng Đảng mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024 và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2024. Theo đó, các hoạt động được tổ chức trong 2 ngày từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 2 năm 2024 tại Bảo tàng tỉnh Tây Ninh, số 44A đường Hoàng Đế Kha, khu phố 3, phường 3, thành phố Tây Ninh. Tại đây sẽ tổ chức gian hàng phố Ông Đồ viết chữ thư pháp tặng cho khách tham quan. Khu vực này đã được chuẩn bị gần như hoàn chỉnh để sẵn sàng chào đón mọi người đến xin chữ trong những ngày diễn ra hoạt động. Ngoài ra, còn có hoạt động trưng bày tiểu cảnh gốc Tết xưa thôn quê, tái hiện những nét truyền thống văn hóa đặc sắc của dân tộc. Tại đây cũng là nơi dành cho những người đam mê đọc sách, cần không gian yên tĩnh để thư giãn cùng con chữ. Bên cạnh đó, còn có không gian trưng bày hình ảnh Tây Ninh xưa và nay, ảnh đẹp Tây Ninh, di tích lịch sử văn hóa, làng nghề truyền thống, ẩm thực. Di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Tây Ninh nhằm mục đích giới thiệu quảng bá hình ảnh về quê hương và con người Tây Ninh đến với du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2024. Cũng tại khuôn viên Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra Hội sách Xuân Tây Ninh năm 2024 dành cho tất cả học sinh, sinh viên, công chức, viên chức, các tầng lớp nhân dân hiện đang học tập, sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Hội sách Xuân Tây Ninh 2024 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 8 giờ ngày 2 tháng 2 năm 2024, gồm một chuỗi các hoạt động trưng bày phục vụ sách, báo xuân cho nhân dân, kết hợp tổ chức phục vụ lưu động sách thiếu nhi cùng một số hoạt động đố vui có thưởng với những phần quà vô cùng hấp dẫn. Không gian của hội sách sẽ được chuẩn bị hoàn chỉnh để chào đón mọi người đến tham quan và mua sắm vào sáng ngày mai, 2 tháng 2 năm 2024. Dịp này, hội thi bánh tét ngày xuân, làm thịt chúc xuân cũng được tổ chức tại đây. Thưa quý vị, mới đây Ban Thanh niên Công an tỉnh phối hợp cùng Thành đoàn thành phố Tây Ninh tổ chức lễ ra quân bóc gỡ tờ dán quảng cáo trái phép trên các tuyến đường trọng điểm trên địa bàn thành phố Tây Ninh và thị xã Hòa Thành. Với tinh thần xung kích nhiệt tình, các lực lượng đã tiến hành bóc gỡ hàng trăm tờ dán quảng cáo trái phép trên các tuyến đường trọng điểm. Phát biểu tại buổi ra quân, Thượng tá Nguyễn Bảo Chi, Phó trưởng phòng công tác đảng và công tác chính trị chia sẻ, đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong việc đấu tranh phòng ngừa tội phạm, đặc biệt là tín dụng đen, đồng thời cũng góp phần trả lại vẻ đẹp cho các tuyến đường, cho thành phố văn minh, sạch đẹp. Với đợt ra quân lần này thì nhằm mục đích là tuyên truyền vận động người dân và các hộ gia đình xung quanh các tuyến đường trọng điểm có trách nhiệm trong việc cùng chung tay với lực lượng công an phòng chống tội phạm tín dụng đen, đặc biệt là các hình thức cho vay qua mạng, cho vay trả góp, cho vay không thế chấp, trá hình tín dụng đen.
Thực tế cho thấy đã có không ít nạn nhân vì túng thiếu đã tin vào những nội dung cho vay này. Do đó, bên cạnh việc bóc gỡ, các lực lượng chức năng cũng tiến hành tuyên truyền nhắc nhở người dân về tác hại của việc tin vào những nội dung quảng cáo cho vay bằng hình thức này. Ngoài việc đi bóc gỡ biển quảng cáo với này kia thì còn tuyên truyền với người dân là không nên liên hệ với các số điện thoại cho vay tiền. Lý do là khi lúc đầu mình cứ nghĩ là lãi suất bình thường, nhưng thật sự là nhiều trường hợp là cứ vay hoài mà đóng lãi hoài cũng không trả hết nợ. Chứ không nên vay tiền của những đối tượng trên để có cái hậu quả sau này. Việc ra quân bóc gỡ các quảng cáo rao giặt không đúng nơi quy định như thế này không chỉ góp phần đem lại mỹ quan đô thị mà còn tác động đến nhận thức của người dân. Tuyệt đối không tin vào những nội dung rêu rao cho vay, tránh xa vào bẫy của các loại tội phạm, nhất là dịp Tết đến, nhu cầu tiêu dùng tăng cao. Thưa quý vị, thị xã Trảng Bàng vừa tổ chức hội nghị phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu phường Trảng Bàng và phường An Tịnh đến năm 2035. Dự hội nghị có đồng chí Lê Thị Hồng Thắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã. Căn cứ Nghị định số 37 ngày 7 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 72 ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi. Theo đó, phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 địa điểm tại phường An Tịnh và phường Trảng Bàng với các nội dung như: về phường An Tịnh, lập quy hoạch toàn diện tích hành chính phường An Tịnh khoảng 3.329,4 ha, dân số khu vực quy hoạch đến năm 2035 dự báo khoảng 70.000 người; về quy mô quy hoạch phường Trảng Bàng, quy mô diện tích hành chính phường Trảng Bàng khoảng 673,6 ha, quy mô dân số dự báo đến năm 2035 khoảng 35.000 người. Bảo hiểm xã hội Tây Ninh vừa phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành tổ chức chương trình tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại chương trình, các đại biểu và nhà tài trợ đã trao tặng 30 thẻ bảo hiểm y tế với thời hạn sử dụng thẻ 6 tháng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Trường Tây, trong đó có hơn 20 hộ dân là người dân tộc Khmer. Đồng thời, các đại biểu cũng thăm hỏi, động viên và chúc Tết các hộ gia đình. Được biết, từ cuối tháng 11 năm 2023, Bảo hiểm xã hội Tây Ninh đã vận động các nguồn lực đóng góp kinh phí hơn 668 triệu đồng để mua tặng 2.758 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân trong dịp Tết. Không khí xuân đang đến rất gần, cũng là lúc thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự trong tỉnh nô nức sẵn sàng cho ngày nhập ngũ. Tại huyện Tân Châu, trong đợt tuyển quân năm 2024 này, có nhiều trường hợp anh em ruột trong một gia đình cùng viết đơn tình nguyện xin tham gia nhập ngũ. Đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 xong là hai anh em song sinh Nguyễn Trần Hoài Thắng và Nguyễn Trần Anh Đại, sinh năm 2003 ở ấp Tân Đông, xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, sẽ chính thức lên đường nhập ngũ. Hai anh em cùng tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ và trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2024. Khi nhận tin nhập ngũ thì tụi em cũng có chút vui mừng, cũng có chút hồi hộp. Hồi hộp là do cũng đó giờ cũng chưa đi nhập ngũ lần nào, cũng có chút tâm lý. Nhờ ba mẹ ủng hộ về động viên, có tinh thần đi nhập ngũ để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hơn một năm trước, hai anh em Thắng và Đại từng tham gia lực lượng chân quân thường trực ở xã Tân Hưng. Hiện tại, cả hai đang đi làm công ty với mức thu nhập hơn 15 triệu đồng mỗi tháng. Là lao động chính trong gia đình, nhưng khi hay tin con mình trúng tuyển nghĩa vụ, ông Nguyễn Văn Đường phấn khởi và ủng hộ các con. Con tôi trúng tuyển thì cũng mừng. Lớn lên thì nó được cho nó đi lính, cho nó tròn trách nhiệm của bổn phận thanh niên của nó. Còn đây là trường hợp hai anh em ruột trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khác ở xã Tân Thành, huyện Tân Châu. Do điều kiện gia đình khó khăn, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, người anh Mai Duy Lâm, sinh năm 2003, ở nhà phụ ba sửa xe gắn máy. Còn người em Mai Duy Tấn Đạt, sinh năm 2004, đi làm công ty.
Sau khi biết tin mình trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, hai anh em đang cố gắng thu xếp công việc để chuẩn bị cho ngày lên đường thực hiện nghĩa vụ của người công dân đối với Tổ quốc. Anh em cũng chuẩn bị tinh thần, cố gắng học tập, rèn luyện, hoàn thành nhiệm vụ được giao cho quân đội. Đối với trường hợp của thanh niên Mai Di Lâm và Mai Di Tấn Đạt, thì sau khi hội đồng nghĩa vụ xã nắm được cái gia đình và thanh niên đều tình nguyện, thì ở địa phương thì cũng tổ chức thường xuyên là xuống thăm hỏi và động viên. Thì qua nắm tình hình thì thanh niên và gia đình là hiện tại là an tâm tư tưởng, là tình nguyện, là sẵn sàng nhập ngũ năm 2024. Hiện nay, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các địa phương đang tiến hành bước phát lệnh gọi nhập ngũ. Các thanh niên của tỉnh nhà trúng tuyển nghĩa vụ sẽ chính thức lên đường nhập ngũ vào ngày 27 tháng 2 năm 2024. Quý khán giả thân mến, thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.